Chào các bạn, tiếp theo là một cái trận chiến hay khá nhiều bài học cho chúng ta nữa trong cái vòng 5 giải vô địch đồng đội toàn Trung Quốc năm 2018. Mặc dù hai cầu thủ còn khá trẻ và ít tiếng tăm trên kỳ đàn, nhưng mà qua cái trận chiến này đã khiến cho giới chuyên môn cùng người hâm mộ có một cái nhìn hoàn toàn khác. Một người thì đại diện cho Chiết Giang được dẫn dắt bởi đội trưởng không ai khác chính là Lục Mạch Thần Kiếm Triệu Mâm vang danh tứ hải. Còn một người thì đến từ vùng Hồ Bắc, được đại sư Ung Dương chỉ điểm. Hai cầu thủ đã vào trận với một khí thế vô cùng hăm hở, quyết liệt, nhưng mà kỳ nghệ thật vững chãi và thâm sâu, thật khiến cho người xem phải thán phục. Đó chính là trận chiến giữa Triệu Dương Hạc của Chiết Giang gặp với Liễu Thiên của Hồ Bắc, trong đó Triệu được cầm tiên, còn Liễu phải thủ hậu. Lúc này, diễn biến cụ thể sẽ như sau. Triệu ra quân bằng thể thức là thiên nhân chỉ lộ, sút 7 tấn 1, thì Liễu Thiên dùng tượng 3 tấn 5 để đối phó ngay. Đây cũng là một trong 4 cách có thể lưu hành tới hiện nay, các cao thủ thường hay dùng đối phó lại với thế tiên nhân chỉ lộ rất nhiều biến hóa đa đoan. Còn ở những video trước thì cầu thủ Nam Mê đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều cái thể thức khác nhau, như là bình pháo để sốt, hoặc là lập tức gá trung pháo, bổ tường dài, hoặc là khởi mã lên cũng là một cách lựa chọn. Còn ở cách đi này chắc chắn dẫn cho hai bên về một hình trận đối công hoàn toàn khác, nhưng mà tính quyết liệt cũng không vì thế mà giảm đi. Lúc này tiếp theo Triệu Dương Hạc bổ tượng, thì Liễu Thiên lại tiếp tục phi chính mã. Rõ ràng đây là một cái nước đi cải tiến nếu như những người nào đã am tường một chút về thể thức khai quân này. Thông thường thay vào đó thì bên đen thường đi là sút 7 tấn 1, mục đích không gì hơn chính là kiềm chế quân mã, không cho bên đỏ có cơ hội nhảy mã chinh chiến. Rõ ràng là đường ra quân sẽ rộng rãi hơn rất là nhiều. Tức là một bài toán đã được Liễu Thiên, mặc dù là kẻ cầm hậu, nhưng mà thái độ đầy thách thức đang còn dành tặng cho. Và lúc này Triệu Dương Hạc đối đáp lại bằng một chiêu thức mà khiến cho tất cả mọi người phải ngỡ ngàng, chính là khởi mã lên. Còn nếu như theo cái lộ thông thường, lập tức đấm thêm một chốt nữa, rồi sau đó lại ung dung nhảy cả đôi mã lên chính diện. Rõ ràng đường liên công rất là rộng rãi và thông thoáng. Vậy chúng ta hãy xem dụng ý ở đây là gì. Lúc này thì Liễu nâng hoành xe, sau khi Triệu bình pháo, mục đích hết sức là rõ, chính là kiềm chế con mã lộ 7 cũng như là xe 1 bình 2 để mà thông đường chủ lực. Nhưng mà Liễu Thiên lại tiếp tục tung ra một cái biến đi hoàn toàn cải tiến nữa, chính là dùng chốt 7 tấn 1 mà không hề lo ngại đến cái việc là con pháo lộ 3 này sẽ phát huy tối đa tác dụng của mình. Chắc chắn lúc đó cái việc mà mã 2 tấn 3 hoặc là phát triển quân ở cánh phải cực kỳ khó khăn, tại vì bên đỏ nhân cơ hội đó lập tức dùng chốt 3 tấn 1, bên đen cũng phải thất thủ ngay. Nhưng mà cuộc đời chắc chắn là không bao giờ bằng phẳng, người tình không bằng trời tình, cuộc đời còn như vậy huống chi là cuộc cờ. Tiếp theo họ Triệu bình xe để chốc pháo, thì pháo như đã tính từ trước, lập tức né ra biên để cho Triệu thăng xe lên hà. Thế lúc này họ Liễu cũng lộ đầu xe và Triệu nhảy mã, và lúc này thì Liễu Thiên phi chính mã. Tới đây thì không như cái khẩu quyết ban đầu, tức là đe dọa dùng chốt tấn 1 để mà anh hiếp vào con mã lô 7. Lúc này Triệu Dương Hạc tiếp tục nâng hoành xe. Rõ ràng đây là một cái biến đi rất ít xuất hiện trong thực chiến, tại vì nó sẽ gây ra một cái tâm lý rất là hoang mang và dao động cho những người nào cầm quân đỏ. Tại vì nếu như sau khi đối phương hoành xe qua cánh trái mà con xe lộ 9 này lại xuất động lên một bước là đi xe hoành, tạo điều kiện cho con xe lộ 4 này có thể phát huy tác dụng và tiến hành quấy rối ngay, hoặc là tấn lên để mà uy hiếp mã, hoặc là bình pháo ra để mà lộ đầu xe cũng là một cách để mà uy hiếp trận hình của bên đỏ. Vậy dụng ý của Triệu ở đây là gì? Tiếp theo thì chúng ta sẽ hoàn toàn rõ ràng. Tại vì lúc này bên đỏ đã hoàn toàn bỏ qua cơ hội là đấm chốt, cho nên Liễu Thiên một bước thăng mã lên hà. Thì lúc này Triệu mới dùng chốt tuần 1, có một cái điểm gì đó gần như là bất thường, tại vì mục đích đổi chốt ở đây chẳng có một cái lợi lộc gì ngoài cái việc là đi cho có nước cả, tại vì uy hiếp tác dụng thì đã không còn được nhiều. Và lúc này thì Liễu Thiên lại bình pháo một nước, đây là một cái đòn đi có tác dụng kiềm chế vô cùng lớn, tại vì thứ nhất là bên đỏ không thể dùng chốt tấn lên, nhưng mà nếu như con chốt lộ 3 này cứ nằm án binh bất động, rõ ràng con xe lộ 2 này gặp không ít phiền phức trong cái việc là nhòm ngó sang cánh trái để mà hỗ trợ, chắc chắn hình trận sẽ vô cùng mỏng manh. Do đó tới đây Triệu Dương Hạc bình pháo qua, ngoài cái lựa chọn này tưởng chừng như rất là bị động, nhưng mà thực ra hình trận không hề đơn giản. Thì bên đỏ còn có một cách đi nữa, chính là dùng pháo thoái 1 để mà nhờ xe giữ, cục thế vẫn rất là phức tạp. Thì tôi xin được ví dụ như sau. Lúc này bên đỏ thoái pháo,
thì bên đen dùng chốt tấn 1, bên đỏ lập tức ăn xe qua. Sau khi pháo tiến hành đổi quân, thì lúc này chỉ cần bình xe, bên đen tưởng chừng như là có thể lợi dụng vào quân mã và quân pháo đang đứng lẻ loi. Nhưng mà thực ra để lợi dụng một cái điểm này hoàn toàn không dễ, tại vì nếu như tấn xe lên thì cũng chẳng làm được gì. Bên đỏ chỉ cần bình xe qua để chốc mã, tạo ra một hình trận vẫn hoàn toàn ưng ý. Tại vì xe bình qua để chốc mã thì mã chỉ cần thoái về cung, mọi nguy hiểm đã được qua đi. Mà lúc này để giải quyết lại vấn đề lô 6, con mã đang bị đe dọa, bên đen không hề dễ dàng tìm ra phương án một chút nào. Do đó tới đây thì bên đỏ vẫn có thể có những phương án tích cực để mà tìm cơ hội mở rộng cái nước tiên của mình. Còn trong thực chiến tới đây, sau khi Triệu Dương Hạc bình pháo ra để mà né tránh một bước, thì họ Liễu tấn xe lên chấp nhận cho Triệu dùng chốt tràn qua, lúc này lại gá tượng. Và Triệu tấn xe để mà tránh khỏi cái việc là thoái tượng, lúc này xa đang còn lập hiểm địa, chính là nằm ngay miệng của con mã. Do đó tránh đi một bước cũng là thượng sách, cũng như là tìm đường rất linh động cho con xe này có thể di chuyển. Ngoài ra đang còn phục một nước nữa, tấn pháo tạo thành thế kiềm chế ba quân rất là đẹp, bắt buộc Liễu phải thoái tượng, vừa làm củng cố hệ thống phòng thủ, vừa lúc này tránh đi một bước ở đây. Thì Triệu Dương Hạc như đã tính từ trước, lập tức bình xe qua. Và sau khi Liễu bổ sĩ thì Triệu lại tấn pháo. Đây là một cái đòn đánh rất hay, tại vì nếu như con mã này nhảy đi chỗ khác, ngay lập tức bên đỏ sẽ lợi trắng một quân chủ lực ngay. Tại vì sau khi đổi lấy mã còn có xe chém pháo, chắc chắn là bên đen sẽ vô cùng thảm bại. Và tới đây để đối phó là toàn vẹn thì lập tức Liễu Thiên thoái pháo để mà đánh xe trước, bắt buộc xe phải thoái lui, rồi sau đó lại tấn xe lên. Đây là một cái lựa chọn duy nhất, tại vì đang còn phục nước xe 4 bình 3 để mà uy hiếp mã, cũng là một cái lựa chọn có thể vẹn toàn. Nhưng mà chắc chắn tới đây thế bên đỏ còn có một cách đi nữa, hy vọng là lấy lại được một quân chủ lực. Nếu như những người nào có sức tính từ 6 nước trở lên, chính là đầu tiên bình xe qua để mà chốc mã. Sau khi bên đen tấn pháo để tạo thành thế đánh đôi, thế bên đỏ lập tức tấn xe. Lúc này giải pháp vẹn toàn nhất chỉ có thể là mã 6 tấn 8 để giữ lấy pháo mà thôi. Thì ngay lập tức bên đỏ sẽ dùng chốt tấn 1, bắt buộc mã phải ăn xuống. Rồi lúc này chỉ cần dùng xe chém pháo vừa đang chốc mã, lúc này chỉ còn một cái lựa chọn duy nhất cho nó mà thôi, phải tấn mã lên. Thì ngay lập tức xe sẽ tấn 2 để vừa bắt chết. Rõ ràng con mã này đã rơi vào tử địa, không thể nào có một phương án có thể chống đỡ mà cứu nó cả. Nhưng mà có phải vì thế bên đen đã hoàn toàn thất thế và trao tặng một cái chiến thắng cực kỳ dễ dàng cho Triệu Dương Hạc hay là không? Và đây là một cái đòn đánh mà được Liễu Thiên tính toán từ trước rất là kỹ càng, được giới chuyên môn đánh giá cực kỳ cao ngay sau ván đầu. Bên đen vẫn thủ sẵn một chiêu thức, chính là xe 4 bình 3, dùng sức nặng ngàn cân gây áp lực lên con mã lô 7, khiến cho nó không thể nào nhúc nhích. Còn nếu như mã 7 thoái 5, tưởng chừng như sẽ giữ được quân mã này. Thực ra nếu như thoái mã, ngay lập tức bên đỏ sẽ phải trả giá ngay, tại vì bên đen vẫn còn thủ đoạn hết sức lợi hại, chính là dùng pháo tấn lên để mà bắt lấy trung chốt. Thì với hình cơ này, bên đỏ rõ ràng là đã tự chuốc lấy ưu phiền. Tại vì tiếp theo thì bên đen chỉ cần một bước nữa thôi, xe 1 bình 4 cũng có thể đe dọa vào con sĩ lộ 6 này, bên đỏ hoàn toàn không thể giữ. Còn nếu như mã 5 thoái 7 là một cách giải phóng hình trận duy nhất, rõ ràng cũng tạo điều kiện cho bên đen triển khai một thế tấn công hết sức tuyệt vời. Cũng chính vì lẽ đó mà tới đây, sau khi Liễu Thiên bình xe qua để chốc mã, ngay lập tức Triệu Dương Hạc phải bỏ lại chiến mã mà tấn vào, tạo ra một cái sức kiềm chế vô cùng lớn ở đây, cũng như là đang còn phục sẵn một cái dụng ý rất thâm sâu mà chúng ta sẽ được mãn nhãn chỉ sau một vài nước nữa thôi. Lúc này về phía Liễu Thiên không còn cái lựa chọn nào khác cả, buộc phải dùng xe để chém lấy mã, và quyền chủ động hoàn toàn thuộc về họ Triệu, chính là đoạt lại quân mã, nhưng mà tạo ra một cái thế tấn công rất mạnh mẽ vào cánh trái, lúc này đã hoàn toàn trống trải, tại vì tượng sẽ bị đe dọa ăn mất, không thể nào giữ. Ngoài ra chỉ cần né ra một bước, xe 8 bình 7, con pháo cũng ung dung mà cầm súng đầy. Thiên địa pháo đã được hình thành, thì kinh thành cho dù là có kiên cố đến mấy đi nữa cũng vẫn sẽ bị lung lay. Và tiếp theo thì Liễu Thiên bình xe qua và họ Triệu lên sĩ để mà phòng thủ trước, và Liễu tấn xe. Thì lúc này Triệu mới bình xe qua, vừa phục là tấn pháo như những gì mà cửa tướng Nam Mê đã đề cập.
Thực ra một cái nước xê dịch rất là đơn giản này nhưng mà phục một cái âm mưu chết người. Tại vì bên đen nếu như không đánh giá được hết tình hình, lập tức ví dụ là bình xe qua để chốc phá chẳng hạn, thì chuyện gì sẽ xảy ra, chúng ta sẽ hoàn toàn thấy rõ được âm mưu vô cùng tàn độc của Triệu Dương Hạc. Đầu tiên là vận pháo ném vào tượng, buộc tượng phán lên, rồi lúc này chỉ cần tấn pháo để chiều, bắt buộc tượng phải thoái lui, rồi sau đó dùng xe để chém tượng. Rõ ràng là đang còn phục nước rút xe để mà sát ngay. Nếu như đối phó lại với chiêu thức sát, chắc chắn con xe này sẽ phải ra đi. Lập tức bên đen chỉ còn cách là buông cờ để mà nhận thua. Do đó để đối phó lại với điều này thì ngay lập tức Liễu Thiên phải bình tướng ra để mà chạy trốn, một cái dùng ý hoàn toàn chính xác. Còn nếu như không, con xe này như đã đề cập sẽ phải ra đi ngay. Còn nếu như chạy trốn thì hình trận tấn công vẫn rất tuyệt vời dành tặng cho bên đỏ, bên đen không thể nào chống đỡ. Và Triệu Dương Hạc tấn pháo không còn nghi ngờ gì nữa, tới đây thì hình trận một thế tấn công rất là tuyệt vời được xác lập dành tặng cho họ Triệu, mà bên đen sẽ phải vất vả, sóng gió bắt đầu nổi lên từ đây. Nhưng mà không vì thế Liễu Thiên lúc này chùn bước, lập tức bình pháo ra, hy vọng là pháo nổ chốt để mà tạo thành thế đối công đến cùng. Ý chí quả thực là đáng khen, nhưng mà hình trận có được thỏa hay không, chúng ta sẽ còn chờ tiếp. Và đây cũng chính là hình cơ tôi đã để lên trang Facebook của Cực Tướng Đam Mê để các bạn có thể luận một chút trước khi mà tôi ra video này. Chính là bên nào sẽ nhanh hơn, trong đó thì bên đỏ chắc chắn là đã cầm tiên. Và có một vài bạn đã thể hiện được một cái phương án phân tích hoàn toàn chính xác. Bên đỏ lúc này chỉ cần dùng pháo nổ thẳng vào tượng, bên đen tiếp tục dùng pháo nổ chốt. Lúc này bên đỏ chỉ cần dùng xe để chém lấy tượng. Rõ ràng là hình trận bên đỏ sẽ giành lấy được một nước tiên vô cùng quan trọng, bên đen buộc phải chống đỡ trước. Còn nếu như vì muốn chạy trốn khỏi cái nước mà xe thoái lui để bắt chết, lập tức bên đen trả đòn, dùng xe tấn lên vừa đang kẹp tượng, vừa đang phục là tấn pháo để sát. Rõ ràng lúc này tạo điều kiện cho bên đỏ bước sát nhanh hơn, tại vì tướng chỉ cần xuất ra mọi nguy hiểm sẽ được qua đi. Thì chắc chắn bên đen chỉ với đôi sĩ không thể nào chống đỡ lại với đôi pháo và đôi xe hủy diệt này. Chỉ cần một bước, pháo 5 bình 1 mà thôi. Một cái chiến thắng đã hoàn toàn được xác lập. Còn ở đây thì chỉ có một cái biến mà tôi xin được phân tích để mà có một vài bạn có thể hiểu rõ. Nếu như bên đen tấn xe lên, nếu như bên đỏ lúc này lại chọn cái cách là tấn công bằng đòn là thoái xe lui, để vừa đang chiều tường bắt buộc tường phải tấn 1, rồi lập tức bình xe qua để mà bắt buộc bên đen phải đổi lấy chủ lực. Xe tấn lên, rồi lúc này dùng xe để ăn lấy, bục sĩ phải tấn, rồi lại ung dung vật pháo ra để chém lấy mã. Lợi quân thì đã rõ, nhưng mà chúng ta hãy xem điều gì đã diễn ra. Lúc này bên đen chỉ cần tấn pháo để chiều, rõ ràng là tượng phải thoái, rồi tấn xe để diệt lấy tượng. Vừa đang phục là thoái lui để mà sát, cũng như là bắt chết xe. Chắc chắn bên đỏ chỉ còn một cách duy nhất là bỏ lại quân xe, thì một thất bại vô cùng đắng cay, không thể nào chống đỡ. Đây quả thực là một cái cách tấn công vô cùng sai lầm, chúng ta cũng cần phải ghi nhớ. Do đó để mà lối phó lại với cái biến đi này thì chắc chắn về phía bên đen không còn cái lựa chọn nào khác cả, buộc phải tấn tường để hy vọng là hóa giải cái thế tấn công của xe pháo. Nhưng mà chỉ với một con pháo trung lộ nữa giạt ra biên thì chắc chắn báo trước một kết cục đang còn chờ sẵn. Chính là chỉ cần dùng pháo tấn lên, tác dụng của đôi sĩ này sẽ không còn nữa. Sau đó chỉ cần tạo sát bằng một trong hai con xe. Do đó tới đây thì họ Triệu thoái mã. Sau khi Liễu tấn pháo để chiều, lúc này Triệu lại quăng mã lên. Nhưng mà tình thế tới đây thì đã không thể nào kịp cho Liễu Thiên nữa rồi. Tại vì họ Triệu chỉ cần một bước thoái xe để mà bắt lấy chủ lực, lợi dụng vào cái việc là xe 2 đang còn phục sẵn, bình qua lỗ 6 để mà chiếu sát ngay. Còn nếu như tới đây thì chắc chắn là một cái lựa chọn mà bên đen nhiều người sẽ phải nghĩ tới, chính là chạy xe một bước, vừa đang phục là tấn pháo cũng tạo ra được một hình trận tấn công. Vậy thì cách tấn công chính xác nhất của bên đỏ trong hình cờ này là gì? Rất đơn giản, không phải là xuất tường mà thậm chí chỉ cần bình xe qua để cho sau khi pháo tấn chiều, đây là một cái nước đi bắt buộc, tại vì phải cột con xe này lại thì mới hy vọng có thể sống sót thêm một vài nước. Và sau khi xe bình qua để giữ lấy pháo, hòng có cơ hội là kiềm chế con xe lộ 8, thì ngay lập tức bên đỏ chỉ cần thoái pháo, vừa đang phục là dùng pháo đánh mã và sau đó tạo sát bằng pháo. Với cái hình thế này rất khó để mà chống đỡ, cũng chỉ còn cách buông quân mà thôi. Các bạn có thể tự phát triển cái biến này. Còn trong thực chiến ở cái hình cờ này thì Liễu Thiên có xử lý khác đi một chút, nhưng mà kết quả cũng không khả quan hơn là bao nhiêu. Đầu tiên
là tần phá lê chiều. Sau khi tượng thoái thì lại lập tức thoái chủ lực. Lúc này thì Triệu Dương Hạc chỉ cần thoái pháo một bước để bắt chết mã, vừa đang phục là tần pháo để chiếu sát. Bên đen thấy nhưng mà hoàn toàn không thể nào đỡ được cái biến đi này. Do đó Liễu Thiên bắt buộc phải buông quân để mà nhận thua, khép lại một cái trận thư hùng vô cùng quyết liệt, đối công đến cùng, quả đáng là được ngợi khen. Tại vì ngay những cái nước đi đầu tiên thì đôi bên đã thể hiện một cái thái độ cầu chiến rất là tích cực của mình bằng cách cải tiến hoàn toàn những cái biến đi về xuất quân, khiến cho người xem phải rơi vào một cái trận địa vô cùng lạ lùng, không ngớt cái cảm giác thích thú về sau. Vừa rồi là một cái trận chiến rất hay nữa mà Cửu Tuấn Đam Mê vừa tường thuật để gửi đến các bạn. Nếu như cảm thấy hay thì các bạn nhớ like, đăng ký cũng như là chia sẻ. Và một lần nữa thì các bạn đừng quên ghé qua trang Facebook của Cửu Tuấn Đam Mê mà tôi có để link sẵn đằng dưới phần mô tả, để có thể tương tác cũng như là đoán trước hình cờ, để có thể nâng cao lực cờ được dễ dàng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.